Nhiều quá rồi, hái hai tay luôn, một tay là nó bị chậm, không có được bao nhiêu hết, quá trời luôn, đụng ở đâu cũng muốn hái hết trơn á. Hái ớt không phải là của mình. Cây ớt nó một đèo qua cái ớt kia, nó rộng quá đó các bạn, nó tán nó quá trời luôn. Đây mình hái chỗ này nha, nhìn như vậy không có thấy bao nhiêu hết ta, rồi đang gió nữa nè, ui cái trái. Cây này là ở ngoài luôn đó các bạn, ở ngoài mặt đường nè, thành ra ở ngoài mặt vườn á, nằm ở phía ngoài luôn, thành ra nó chịu nắng quá trời luôn, nó thích quá mà nó cũng dễ bị gió thổi. Wow, có trái hết chưa? Đã ghê luôn á. Chịu nắng á. Xum xê luôn này, cái tán nó rộng xuống. Quá trời luôn. Trời ơi, trái ớt to ghê á. Thì này cái loại nó to ta. Kỷ niệm với cái dàn ếch năm nay. Tục mình thu hoạch ở cái cây này nữa nè các bạn, nó là thấp thấp á, mình thu hoạch những cái cây thấp thấp mà những cái trái nó thấp thấp nữa, nó chín á. Mình để ở dưới cái mình bẻ nó rớt xuống. Wow, cũng chín dễ sợ luôn. Trời quá đã, xum xê luôn đó. Sáng nay á, trời nó nắng y như mùa hè vậy đó. Bây giờ đã bắt đầu vào thu rồi, nắng như mùa hè, tối thì nó lạnh. Ban đêm á, trời lạnh, ban ngày thì trời nắng như mùa hè vậy đó các bạn. Thành ra nó trái ớt nó sẽ chín, chín đỏ cho mình đó. Quá xa luôn. Cái nhánh này nó vững ra đó nè bạn.
thấy nè, đó nhánh vẫn ra ớt xum xê luôn nè, nè đó ớt không á, ớt xanh qua trời đường nè đó. Nhìn thì mình không thấy nó màu xanh giống lá đó, thành ra mình nhìn không thấy bao nhiêu á đó. Đó nè, nhìn thì màu xanh giống như lá, mình không có nhìn thấy, nó chín đỏ mới thấy không, mà bây giờ nó xum xê trái xanh luôn nè. Đó, trái này đang định đổi màu nè, chín nó chín đỏ quá trời luôn. Ớt chịu nắng, chịu nắng dễ sợ luôn, ra có nắng cho nó tốt quá trời luôn, trái kìa. Nhìn từ xa xanh xanh đỏ đỏ ớt đó các bạn, trộn bên đây một chùm, hai ba chùm luôn chứ phải một chùm nó xanh ớt xanh sắp chín đỏ dần rồi. Thu hoạch nãy giờ được một rổ luôn, quá trời luôn á, chắc cũng được mấy ký ạ. Cái trái to to không à, à những cái trái ớt to to, ớt chỉ thiên quá trời luôn. Mình thu hoạch được một rổ ớt chỉ thiên à. Bây giờ mình qua mình thu hoạch rau muống nha. Mình cắt một chút xíu rau muống về mình nấu canh chua. Canh chua rau muống với tép ngon lắm. Đó, có ớt nữa. Nước mắm dầm ớt vô. Rất là ngon. Nào, cùng mình qua thu hoạch rau muống nha. Đi, các bạn cùng mình qua thu hoạch rau muống. Các bạn, giờ mình thu hoạch rau muống ha. Mình cắt rau muống. Nào. Trời hôm nay trời đẹp, nắng thành ra cũng hơi mệt chút xíu hôm nay, nhưng mà hôm nay trời đẹp các bạn. Đó, ra muống ngon quá đi, xanh tươi luôn nè. Rồi các bạn nhìn cái chất lá của nó nè, đó mặt sau luôn nha, không có bị sâu không gì luôn đó nha. Đó, rau sạch tại vườn vui lắm các bạn. Hôm nay mình thu hoạch rau rất là vui à. Cảm giác là mình trồng rau mình thu hoạch rất là thích luôn đó. Thank you.
hành lâu. Mà tôi hành ớt thì cũng khỏe. Mà xong rồi á, tôi hành xong rồi đó cũng hơi bị quê. Giờ mình qua mình thu hoạch rau muống luôn. Rau muống sẵn mình thu hoạch, mình thu hoạch luôn. Sẽ để như vậy đến khi mà mình làm bún, chứ mình không có tháo ra, mình không có dẹp. Tới lúc đó đó, nếu mà có rau muống nữa đó thì mình thu hoạch tiếp, và không có thì mình dẹp luôn. Bởi vì trời á, ban ngày á thì nóng mà ban tối á thì lạnh, nên thành ra đó có thể là ban ngày rau nó sẽ phát triển vì nó nóng á. Thích nhất là cái luống ớt, hai luống ớt của mình, ớt sùm sề xài trái luôn. Ăn canh chua mà có chén nước mắm ớt á, ngon tuyệt vời ha các bạn ha. Ôi ôi, canh chua rau muống có chén nước mắm ớt, trời ơi, nói thôi là đã muốn muốn ăn rồi đó, thèm chứ đó. Ôi, rau tốt quá trời luôn á. Thu hoạch rau muống mà cứ tưởng tượng tới nồi canh chua, canh chua tép. Một rổ muống quá xá, quá xa luôn, quá đã luôn. Cái này nó cao cao mình thu hoạch đó. Quá ngon luôn, quá ngon luôn, tươi ngon luôn. Giờ mình kiếm chỗ nào nó cao cao mình cắt. Được một rổ rau muống đó nè, à, quá đã. Rổ to đùng luôn á, mình tưởng nó là ít, ai dè đâu thu hoạch được là một rổ to luôn.
về hả? Rau cũng tươi ngon luôn. Hồi nãy mình thu hoạch được một rổ ớt to, bây giờ được một rổ rau muống to.